ta quay phim mất nguyên cổ cả. Thôi ra đây nha. Ra qua đang quay. Rồi sửa ngay được rồi. Chưa gặp như hấp hôn luôn rắn được mới ngồi. Không nghĩa là ai đâu không. Chín xuôi rồi thôi. Để buồn dạ không dạ. Xuôi này chín mà chung kia là chung kia đẳng chứ bộ. Một trang mình đang có ghé. 5-6 chiếc gì vậy? Rất nhiều ngày lễ, có rất nhiều ngày hội và cũng có rất nhiều ngày vui. Nhưng có lẽ ngày vui trọng đại nhất đó chính là ngày hôm nay, ngày lễ thành hôn. Chàng pháo tay thật lớn, thật dài để chào đón cô dâu và chú rể. Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tattoos and được sự tiếp nhận của nhà trai như là một thành viên trong gia đình và đối với chồng sớm cũng xin gửi gắm như là một một đơn vị mới của xã hội. Falling in love.
as me too.